cái mức thành công và cái product đó chứng minh được hay không cho sức khỏe, và cái mức thành công nó đến cỡ nào để mà mình một cái tên, cái name của mình trên cái thương hiệu đó nó lên để rồi người ta biết, người ta dùng. Và khi mình đó là mình đã hiểu thấy một thời gian không có tiền bạc của mất, thì khi đến với Nu Skin, mình làm business với Nu Skin thì giống như là mình làm cho mình, tại vì họ có product sẵn, họ đã có một cái đội ngũ khoa học gia sẵn và họ chứng minh tất cả cho mình, tất cả những gì họ đều có những cái background để mà giúp đỡ mà support cho mình hết. Thành ra khi mình làm một cái product mà đã có được tin tưởng ở trên thị trường, trên thế giới chứ không phải nói là riêng tới cộng đồng Hoa Kỳ không, là mình đã thấy nắm chắc 100% khi mà mình làm cái business mà mình nắm chắc là cái product này người ta xài bao nhiêu lâu nay, mấy chục năm đây, thì là nếu mà mình bỏ công vào mình làm thì chắc chắn là thành công như bên